không giống mình chê hả? Nhưng mà nó màu khác xíu nha, các bạn ơi. Đâu đó. Đây, bao nhiêu đây? Giá đây. Cái tôi mười mấy nghìn. Cái này mình nghĩ có mười mấy nghìn. Cái này là 14 ngàn hả? Bây giờ mình sẽ tốt rồi. Ê ơi, mình đúng này đẹp mẹ. Ủa, có một cái đường trước rất là đẹp. Này ơi, nhìn nè. Đây, đây, đẹp. Trong bút này có nước. Đây. Bút. 19 ngàn. Các bạn hôm nay sẽ thử cái đồ nha. Đây. Đây là bộ đồng tiền mà em mình nè. Cái bèo hả? Đâu cái bèo dưới mình không nên đập. Sao cái bộ của mình đó là 100. Cái này là nguyên cái áo của Jules. Cái này là bộ thứ 2 của bộ này không vừa các bạn ơi, không cài lên nổi luôn, để ra đi. Mà quay chặt nứt, chặt nứt luôn rồi. Đây là cô gái có giọng yêu có lòng. Quá mặt gì kỳ vậy? Ủa mình mặc đồ kỹ vậy ta? Mặc bộ mới. Đây. Cái này là sao chứ? Ai à, kéo xuống nhậu. Kéo xuống nhậu. Sao vậy? Thôi một con cũng lòng nó vẫn nằm ở dưới. Con hoài à. Hãy subscribe.
Kelly. Không biết ăn hành. Rồi, ăn được miếng thịt. Rồi, bỏ miếng thịt vô thôi. Ngon không? Nước mắm nè, Linh. Linh chén nước mắm nha. Mũ mũ. Một phần người ta cho canh nữa. Canh gì đây, Linh?